Hi, Vân xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Cảnh rừng núi cả nhà. Trên phòng sáng ngủ dậy là nhìn ra ngoài thấy núi, thấy nghe chim hót. Đây cả nhà. Cảnh miền quê, miền ở cảnh ở Đài Nam nhìn như vậy rất là yên tĩnh luôn. Tiếng chim hót cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây mình quay vòng bờ núi này cho cả nhà xem nha. Có hoa. Đây. Và cái hàng câu hả cả nhà? Rồi bây giờ mình đi ăn sáng ha, mời cả nhà cùng ăn sáng với bọn mình ha. Hay cả nhà ơi, mình đã đến phòng ăn rồi đây. Thì đây là cái dạng ăn buffet, cho nên là mình đồ ăn mình sẽ tự lấy để mà ăn bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu á cả nhà. Đó là phần trái cây, còn phần này là khoai lang nướng, trứng, bắp cải thảo xào, rồi bí đỏ xào với cà ri á cả nhà, cà ri của Đài, cà ri của Nhật, cà ri của Đài rồi đó, chung với lại còn bên này thì là bánh mì sandwich của phần của bé tour và các loại bánh mì khác, rồi có trái cây, có dưa hấu và có bơ. Đây là này cơ. Đây, mời cô chú ăn với cô chú ơi. Còn đây là sữa, cái loại yến mạch của em bé đó cả nhà. Cái yến mạch này đã làm giòn đi rồi. Còn đây suất ăn của anh xã, thịt hông khói, trứng và salad ha cả nhà. Đây anh xã anh ăn những cái hàng ăn kiêng không à. Còn bên này thì dâu mứt. Đây là mứt dâu đồ đó cả nhà, mứt dâu đồ để chét lên bánh mì và bơ. Đây té chét lên như thế này cả nhà. Tự làm không à, không cho Vân làm phụ đâu. Tự làm không đó. Ngồi mà tự quét. Còn đây đặc sản có tiếng ở Đài Nam ha cả nhà, mì trộn với giá với đầy thịt kho nước tương trộn lên, và đây là salad trộn và trộn chan nước tương thịt kho lên. Rồi mình ăn xong này mình đưa các bạn đi chơi nha. Hai cả nhà ơi, đây là cái nơi mà ngày hôm nay tụi mình đã đi. Đây là cái thắng cảnh đầu tiên ha cả nhà. Vừa có nước và vừa có núi đó, nhìn rất là đẹp luôn. Cái khúc này nhìn ra rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là cái nơi mình sẽ leo lên. Còn mình đi đường cầu thang. Đi đường cầu thang đi lên. Hay là có thang máy đi lên cả nhà. Lên trên đó để mình coi phong cảnh ha. Wow, cao quá. Rồi, Vân đưa mọi người lên đó coi ha. Bây giờ thì Vân sẽ đi bộ lên trên ha cả nhà. Người ta đi bằng thang máy, mình đi bộ. Lên tới rồi cả nhà ơi. Ở đây có cái quán cà phê. Ôi thở. Ở đây có một cái quán cà phê cả nhà. Bên trong quán cà phê. Đây phong cảnh đây. Wow, phong cảnh đẹp quá. Đẹp quá luôn á. Thank you.
giờ mình ngồi mấy? Mình ngồi cái này là tiếng Việt chưa, là gì lại quên nữa rồi. Cái thang máy, mình ngồi thang máy xuống hả cả nhà? Hồi nãy mình leo lên, giờ mình ngồi thang máy xuống. Wow. Tới rồi. Tới rồi cô chú ơi, cái áo còn đâu? Áo khoác đâu? Rớt giấy kìa. Rớt giấy kìa. Lụm lên. Bước quần mẹ lụm. Lụm tờ giấy lên. Đi ra cả nhà. Bây giờ mình đi xuống, đi ra cái đổi qua cái cảnh khác ha cả nhà ha. Đổi rơi qua cái thắng cảnh khác cho cả nhà xem. Thôi, hai cho con nắm tay đi, bỏ một mình ơn vậy đó. Thôi kệ từng coi. Đẹp quá. Bye bye cảnh đẹp. Bye bye, chào tạm biệt. Cả nhà ơi, đây là cái điểm đến thứ hai của Vân ở Đài Nam, cũng còn ở Đài Nam ha cả nhà. Chạy được khoảng chừng 50 phút lái xe, từ cái lúc nãy cái điểm lúc nãy tới cái điểm này khoảng chừng 50 phút lái xe và vẫn còn ở Đài Nam ha cả nhà. Đây phong cảnh rất là đẹp. Ở đây là nơi bán những cái món món quà xách tay với cả nhà, món quà xách tay đặc sản của Đài Nam và sẵn cho khách du lịch đi vệ sinh luôn, và nhà vệ sinh rất là sạch sẽ. Đây cảnh rất là đẹp luôn hả cả nhà. Còn khúc bên này là khúc khung cảnh đời thường của người dân sống ở đây ha cả nhà. Đây là những cái vườn, khu vườn như trồng lúa, người ta trồng lúa hoặc người ta trồng những cái cây, những cái củ gì á cả nhà. Củ gì giống như mà cái sừng con trâu á. Những cái củ đó đó. Xa xa đằng kia có ngôi chùa chà cả nhà ơi, đằng kia có ngôi chùa. Ngôi chùa rất là lớn của Đài Nam ha. Đứng đây khoảng đó là mát, mát ơi là mát luôn cả nhà. Chim hót nè, rồi cái phong cảnh rất là mát luôn. Cò bay thẳng cánh, chim bay thẳng cánh. Đa phần ở dưới đây thì ít nhà, nhưng mà trồng ruộng rồi nhiều. Người ta rất là nhiều người trồng ruộng, trồng lúa, rồi trồng sen, rồi trồng những cái trái ấu á. Nãy giờ nói cái trái đó không ra, giờ mới nghĩ ra được. Trái đó trái ấu á cả nhà. Phong cảnh rất là tự nhiên, thiên nhiên và rất là đẹp luôn. Đằng xa xa kia người ta chạy xe đạp kia nha. Một dãy người chạy xe đạp. Cùng mình thì vẫn đeo khẩu trang, đội nón. Đi tới đâu cũng phải đeo khẩu trang. Không được thả khẩu trang xuống trừ phi ăn cơm thôi. Nơi đây bán rất là nhiều bánh trái ha cả nhà. Đây là bánh lưỡi bò nè. Bánh lưỡi bò coi nó dài nè cả nhà. Dài thiệt là dài luôn. Dài bằng cái đòn gánh luôn rồi. Nói đùa thôi, dài cỡ này nè, khoảng 3 gang à. Bánh này để cho người ta làm quà, đem về biếu tặng mọi người hoặc đem về cho con cháu nó mừng á cả nhà. Bán bánh, bán đồ rất là nhiều luôn. Hay cả nhà ơi, thì đây là bữa tối. Bọn mình đã về tới nhà và đây là bữa tối của bọn mình ha. Thì sườn chiên, tẩm bột chiên. Sườn tẩm bột chiên như thế này. Và các món rau tổng hợp như bà có đây có 3 món rau: hẹ xào trứng, rồi cải trắng xào, mướp xào.
cho anh cơm. Phần ăn bên này cũng vậy cả nhà. Cơm đùi gà chiên và rau cũng y như nhau. Canh và cơm. Cái này của ta. Cái này của tôi cà ri ha cả nhà. Nước kiểu như cà ri sốt sẵn một nồi và sườn chiên, sau đó chan cơm cà ri lên như thế này. Đây. Đây là phần ăn của tôi. Vào tôi ăn đi. Okay. 因為有一些我喜歡的東西,我開始學哦,我先看看一個蛋好了,爸爸。誒,不要做爸爸。豆沙豆,爸爸。蛋。豆沙豆,爸爸。蛋。你個花刀。啊,那個花花的啦。豆沙花。對。誒,還有。還有啊。還有。哎,安哥你給我安。沒有。安肉,安肉。不是不是。對,誒,剛才這邊有。 你只叫你爸跳到什么时候？还有这边下面。哦，丢吧，都中。还有下面呢。还有下面这个。好了。好了。来，安哥，你。安哥。鸡腿。好，等等，安叔你买来。OK。安叔的。安了。安了，够了。安了。安了。 我要先吃咖喱。然后吃，你好，爸爸。嗨。Mời cô chú ăn cơm nha. Mời cô chú ăn cơm nha. Anh nói vậy đó. Đúng rồi, ba nói đúng rồi. Mời cô chú ăn cơm nghe đúng rồi. Sao cũng được. Ba mời cả nhà. Anh xã đang ăn cả nhà. Giờ đến lượt Vân ăn. Em xem cơm của Vân. Giờ cho thăng sữa đó. Búp sẵn. Chị. Ít muối vô đó. Ngon quá. Đây được. Nắm ớt. Đâu có tặng. Có tiền là chắc là giờ đâu. Nắm ớt. Nắm. Rồi lát nữa đi. Đưa thăng. Đưa ông thần thăng. Lát nữa đi. Chỉ ăn thăng à. Lấy ra. Nóng quá thì lấy ra. Phải khờ, phải phai. Múc cơm ăn, múc hơi cơm cho nó nguội bớt. Thôi thôi, nha chị ạ. Múc sữa cơ thì ra ngoài thằng sáng. Quy định thuần rồi. Chân sự thật. Thay hào, thay hào. Thay thẳng cho mùi sức khỏe rồi. Tôi là hãy ở giờ, cũng có dính đến hủy rạc rồi. Nói nhiều, nó toàn tiếng Trung không. Nói tiếng Việt đi. Không biết nó biết gì. Sao không biết nói. Nên nóng quá còn nuốt hết rồi. Nay xe bộ bụi chị nóng quá. Bộ mấy ông yêu sơ tờ đâu chị tạo. À bộ yêu sơ tờ đâu bụi chị tạo. Như chèo xả xả. Hào xào ấy. Trông chứ. Hai cả nhà ơi. Mình đã về tới nhà rồi cả nhà. Và giờ này cũng khuya rồi á. Về tới nhà rồi cho nên anh xã với bé tôi đi ngủ rồi cả nhà. Thì video clip hôm nay tới đây xin tạm dừng ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem hết video clip này. Nếu các bạn thích video clip hãy giúp Vân đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người mình cùng xem ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại vào video clip tiếp theo. Bye bye, xin chào tạm biệt. Bye bye.